đang qua chỗ cái ao của bé trai là Lâm Tấn Phát đi tắm dưới ruộng á, tắm chơi ruộng mà bị đuối nước nha. Cái tội quá. Đây là cô của Lâm Tấn Phát. Gì ha? Dạ gì. Đúng rồi, tại cái hồ này nhỏ xíu mà sao kỳ vậy ta? Cái hồ bên lớn mà vớt mấy tiếng đồng hồ. Nhiều lắm. Dạ. Ông lắm luôn, cầu 5-60 người. Trời ơi, cái hồ này đâu thật sự đâu có cái gì đâu nước. Dạ. Nước đâu có chảy gì đâu ta. Chục vòng của Lâm Tấn Phát đem về nha quý cô chú anh chị. Và một bánh ngọt đồng đây chinh đau Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này cái bằng cháo hả? Chú bằng cậu cái gì? Rồi con cầm lên. Rồi đứng sát vô này. Rồi con quỳ xuống đây. Cậu ơi, mới thấy đó mà cậu lìa âm cành. Chốn dương chẳng cháu ngồi khóc như mưa. Mới ngày đó cậu cháu mình ngày uống một ly cà phê dùng chén trà. Mà ngày nay nhìn cậu quan tài cậu mà hai hàng cháu lê gời. Làm cho hai chị nay trông đợi em về thiên cổ, còn chị nay ở lại nuôi cha nuôi mẹ. Một dĩa bánh, một dĩa ngũ quả thành tâm gian dạy em về. Nam mô hôn quê triệu á thành, chỉ hai bước lên giấy em về gia đạo nghe thầy thỉnh. Rồi cầm giấy, nay nhờ thầy đụng rước em về. Rồi cầm lên. Rồi chị thứ ba đâu bước lên. Chị thứ ba ghéo em về. Nay hôm qua chịu thành, mời chị thứ ba đứng đây. Đứng chưa cầm. Nay chị cầm ba nén hương trầm, mà lòng chị nức trần đón gột. Nghĩ chị em đành chất đón nhau. Khóc luôn. Hồn linh nghe gọi hồng trần, nghe đây thầy thỉnh thầy chục ba lần thỉnh cầm hương. Còn mấy anh cầm lên. Đứng khác này. Ba người. Nay ba anh đây đứng trước mà chục hồn em về. Đầu đổi trời mà chân đạp đất, mà nghĩa anh em chất đoạn sao đành. Nam mô hương quê triệu thánh nhất tâm phụng ma thần thượng á hương. Cảm nhận vô. Rồi mấy chị với mấy anh đứng lên. Nay kinh đáo đồng quan thỉnh hồ, nhờ ơn trên tiếp dẫn mày trong ngồng.
nghe thầy thầy mời mà thầy thánh, nghe đây ba khói đường đường khăn này thầy mời đây đây, khăn ngắn khăn tâm mà nghe đây chịu thánh bước lên trở về, trở về ra nghe thầy mà tụng kinh, tụng kinh tám mối mà tu hành, độ cho cha mẹ hiến tiền, độ cho bà ngoại đồng nai, các chị dưỡng cúng đồng quan, cậu gì mở đón cũng nên, đây đây chị hai đồng tính, chục hồn cho em mà về gia, chị ba đây là quá quá đồng kính dân cái linh nhà hồng, hồng có nghe thầy yêu triệu thánh, nhất ca thầy đạo đến vô biên, nam mô đại bi hồi tấn bồ tát, nam mô đại bi hồi tấn bồ tát, nam mô đại bi hồi tấn bồ tát, tăng chủ thiền thiền lễ tam bái bà lại bình thắng giai quỳ trước giờ làm lễ tại gia, đây là chúc hồn cho đến về nơi Di Đà, lễ có đây đây là tấm bán tấm lòng thành con trẻ kính dân, nhờ trên bà cậu chứng minh nha, cho hồn trở về dung giai đạo nghe, nam mô A Di Đà Phật. Và chị hai chị bước ra lên xin chào. Điều này cũng là cái mương thôi mọi người. Mương này cũng không lớn lắm đâu. Mấy cái chỗ này nó còn là lạng nè. Cạn nè. Không biết sao mà nó chích chìm ở đây. Dẹp bẻ cho em trở về trong gia đạo. Nam mô đất ngàn qua khói, nay thầy kêu ba khối hồn linh, nhất phổ hiền đệ tử đồng quan, nam mô A Di Đà Phật. Kể lên rồi lại về bước lại rồi xá đây rồi con quỳ xuống lại bốn lại, nam mô đại bi ơi, lại xá xuống con được rồi, xá luôn. Nam mô đại bi hồi tăng bằng màu đen, nam mô đại bi hồi tăng bằng màu đen, nam mô đại. Rồi con cháu niệm em chị em đồng niệm Phật đi về đó. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà A Di Đà Đất Cơ Lâm Bà Tì A Di Đà Đất Thầy Cả Năng Đến. Ai có nguyện đốt cái dây xét tiền thầy em. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà đúng hết luôn. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà A Di Đà Đất Cơ Lâm Bà Tì 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 A Di Đà Đất lại yên dẫn đường ngọn vị dần quang, trên đời chính phẩm đạo tràng vừa xong, gãi nơi gụ đến dình ngang, gãi gụ đi, gãi gụ đại dục luôn. Nam mô đại bi hồi đồng nước thầy bánh luôn đồng trà thủy gạo muối thủy tam thủy dễ tam sơn dễ tam sơn tam sơn dục nhất thiết dục nhân đồng thiết dễ dễ bánh đồng dục chỉ chân đây đây dễ trái cái đồng này chính tình đứng lên cầm ba cái hương thịnh thịnh giải tới họ cậu về giá đạo ba cái hương họ tên đàng hoàng như tuổi rồi đây thánh dông hồng dẫn dông về lấy mâm chị hai rồi con đâu con lấy cái mâm tới nhang bỏ đi nhang bỏ lấy rồi
che dù đi qua không, không ai bình đẳng nha. Nha rồi che dù ngay chân liêu bắt đầu nhảy chéo vậy nha. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Trời tôi làm gì vừa đó trục dông của Huỳnh Tấn Phát xong rồi nha quý cô chú anh chị. Huỳnh Tấn Phát bị đuối nước chết nha, 16 tuổi chết trên cái đìa nhỏ xíu vậy, không biết làm sao, chắc đi tắm xong chơi với mấy bạn bè đó rồi bị dợp bẻ nha, mà chút xíu vậy đó mà ngồi mò 4-5 tiếng đồng hồ mà mới được nha, 5-4-50 người mò mà mình. À, mò 4-5 tiếng hồ mà không được luôn. Đây ơi dư qua bên kia. Rồi thôi chục vòng em Quỳnh Tấn Phát xong rồi Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị và hẹn quý cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.